Mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật sau khi mà mai chơi Tết xong chúng ta phải làm gì để dưỡng cho cây mai nó tốt nha, để tốt để cho năm sau nó có sức và nó ra nhiều bông, nhiều búp và cây khỏe. Thì bây giờ tôi đang đồng hành với nhà vườn với 20 năm kinh nghiệm đây, để sẽ thực hiện cái kỹ thuật để xuống tàn cho cả nhà nha. Đó. Đây, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, sau khi đã tàn không có tiếc gì, chúng ta cứ cắt đi. Thì đây là cái sản phẩm mai là đầu năm đầu tháng cũng đã chốt được cho khách An Giang rồi, khách đã mua rồi, nhưng mà chúng tôi lấy cái sản phẩm này để hướng dẫn kỹ thuật cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Đây, đây nha cả nhà. Đó, đây nha, nhà vườn để xuống tàn đó. Cho nên chúng ta cứ bạo tay cắt thôi nha. Bạo tay cho mấy cái đâu. Cứ bạo tay nha, chứ không chúng ta đừng có tiếc mấy cái tàn đấy, nó sẽ mọc, nó phun ra cái tàn mới. Chứ còn chúng ta cứ nhát nhát tay rồi chúng ta tiếc cho rồi đó. Thấy nhà vườn xuống rất là bạo tay nha. À, đẹp không? Bây giờ nó tròn đẹp không? Đó, sau khi tròn mà... Tròn đẹp bạn. Rớt bớ vào đây. Rồi. Đó. Đây nha, đây nha này. Đó, đây là dây là xong rồi chú. Rồi xong. Đây là một cây nha. Một cây đã xuống tàn xong rồi cả nhà. Chúng tôi đây, cái sản phẩm này chốt cho cái vị khách như An Giang rồi. An Giang rồi, cho nên là chúng tôi sẽ quay mang tính chất nha. Và mang chất là hướng dẫn kỹ thuật nha cho cô chú anh chị các bạn nha. Đó, đây này. Đây là cục rin này. Cục rin này. Một liều rưỡi cây to đó. Hả? Cục luôn. Đây chỗ cây cục qua bán rồi, cục rồi đó. Đây nha cả nhà. Đó, đây này. Xuống tàn xong rồi này cả nhà. Đây là một cây. Chúng ta tiếp tục đến cây thứ hai. Sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cứ mạnh dạn tay nhé. Cứ dạn tay đi. Đó, để cho mình đảm bảo được cái sức khỏe của cây đó. Chứ còn mình tiếc thì cây nó phải nuôi vào các cái tàn đó. Mà thực ra trong năm nó sẽ còn vài đợt ra tàn nữa lận. Thì sau khi nó ra cái tàn mới á, thì nó mới đảm bảo được là cái tàn mới sẽ bung nhiều búp nhiều nụ. Đây này, bạo này, chúng ta cắt thiệt là ấy vô. Đó. Cái đây thì khách đã chốt rồi nha, khách An Giang đã chốt rồi. Nhưng mà chúng tôi lấy cái cây này là hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng, cô chú, anh chị, các bạn luôn. Để chúng ta biết luôn về cái kỹ thuật xuống tàn mai sau khi chơi Tết. Đỡ một hai cái giống này, về An Giang có lượm giống nữa. Hôm nay nói thiệt với cô chú, anh chị, các bạn là khách hàng đầu năm rất là may mắn. Mùa rất là mau, vì chắc có lẽ là họ cũng đã có nghề rồi, cho nên họ cũng không có, họ nhìn cây là họ kết rằng cái là chốt liền, chốt trong vòng phải nói rất là nhanh. Làm có sạch sẽ rồi, sạch sẽ đó. À, thì bây giờ cái cây này chúng tôi liên lạc được bưu điện xong là chúng tôi sẽ đi gửi luôn cho khách như đó là vừa rồi nhá. Thì tôi với chú nhà vườn đây, hai anh em vừa với xuống cái tàn xuống tàn hai cây, vừa là hai cây đã bán cho khách rồi, hướng dẫn kỹ thuật luôn. Thì sau khi chơi Tết xong thì cô chú các anh chị và các bạn, chúng ta nên bỏ các cái tàn cây đi, xuống các cái tàn cây như là cây mà chúng tôi vừa hướng dẫn kỹ thuật đó. Để thứ nhất á, là cái cây nó đảm bảo về sức khỏe, nó không phải nuôi các cái tàn đó một năm mà nó yếu cây. Nó sẽ nứt cái khác nữa. Nó sẽ nứt cây, nứt ra cái tàn khác, vì một năm nó sẽ có nhiều đợt nứt tàn. Thì sau khi cái tàn khác nó nứt ra thì cái tàn nó sẽ đảm bảo là cuối năm nó cho nó bung búp bung nụ rất là nhiều. Đó, để cho chúng ta sẽ chăm sóc và cuối năm nó sẽ cho ra rất là nhiều nụ. Đó, nụ và nó ra cái có lực thì ra nhiều nụ, mà nó có lực á thì nó ra bông cũng to. Đó, mình chơi rồi mình đâu có đỡ gì được. Đó, đây này. Cắt chứ, cắt đâu có đỡ gì, nó đâu có nuôi được. Đây kho, này đó. Kho nhiều gơm. Kho nhiều. Mình chơi rồi mình cắt hết rồi. Đó. Thôi anh sẵn anh xuống cây đây luôn đi. Ừ. Cây này hoa cắt hết này. Cắt hết luôn này. Không còn đỡ cái hoa nào luôn. Không? Cắt hết luôn nha, hoa cái là cắt luôn nha. Được luôn. Cắt luôn đấy, chúng ta dưỡng luôn đấy. Đây nhà cả nhà đó. Đâu đỡ một cái hoa nào đâu. Tụi luôn, suốt luôn hết. Suốt hết luôn nha. Để cho nó đảm bảo là nó không có nuôi dinh dưỡng ở các cái hoa nữa. Cho nên chúng ta cứ bạo tay đi vô nhé. Và đây chúng ta làm các cái động tác này này. Đó, thấy không? Nhà vườn đấy nha.
cái đây nói chung quy là nhà vườn bây giờ cũng rất là có trách nhiệm với khách hàng, họ chia sẻ rất là thực tình chứ không có giấu giếm gì hết đấy, để cho bà con chúng ta mua được sản phẩm mai rồi chúng ta về chúng ta biết cách chăm sóc luôn, để sang năm chúng ta còn chơi nữa. Đó, thấy chưa? Đó. Nhổ cặp là hết luôn. Đó, cặp hết luôn rồi cả nhà. Đó, đây là cái cây mà sau khi đó, sau khi xung tàn nha. Chủ cái hòa nhiều quá nó nuôi hết nữa, đâu có cây rau phát triển được. Nó ăn hết cái chất dinh dưỡng của cây luôn cho nên đó là cái kỹ thuật đấy, kỹ thuật sau khi mà chết hết luôn rồi nha. Cái kỹ thuật sau khi mà chúng ta chơi mai tết xong rồi chúng ta phải làm như vậy. Đây là cái cây mai sau khi xuống tàn xong nha. Vừa rồi là chúng tôi vừa hướng dẫn về cái kỹ thuật xuống tàn cây sau khi mà chúng tôi ta chơi mai tết xong, để cho cây nó đảm bảo sức khỏe, để nó cho tiếp tục một năm để chúng ta chăm sóc cho năm sau để ra búp đều hơn. Nhân dịp năm mới thì tôi cùng với chú nhà vườn để kính chúc khán thính giả có một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành về kỹ thuật cho khán thính giả chúng ta mua mai, chúng ta chơi mai và hướng dẫn kỹ thuật chơi mai sau Tết cũng như chăm sóc mai cho cô chú, các anh chị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.